Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội đã có một ngày quốc khánh trong tiết trời thu tuyệt đẹp. Trong tràn ngập sắc cờ hoa, giữa không khí mát lành, bầu trời trong veo, lòng người hân hoan và dễ chịu. Ngày mai, thời tiết Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội vẫn rất thuận lợi cho mọi hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ. Ngày mai thì nắng không còn quá gắt nữa mà sẽ chuyển nhiều mây hơn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở hầu khắp khu vực Bắc Bộ vì thế sẽ giảm nhẹ, phổ biến là từ 34 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình thì nhiệt độ chỉ từ 33 tới 34 độ. Với các tỉnh thành phố miền Trung, thời tiết tiếp tục có sự phân hóa. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trời nắng sớm, nền nhiệt ngày mai cao 34-35 độ. Trong khi ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận vẫn có mưa rông rải rác vào chiều tối. Còn ban ngày trời nắng gián đoạn với nền nhiệt ngày mai từ 33 cho đến 34 độ. Ở phía Nam, đợt mưa rông diện rộng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo còn kéo dài trong 2 đến 3 ngày nữa. Lượng mưa phổ biến là từ 30 đến 50mm, có nơi mưa rất to trên 70mm. Do mưa chủ yếu về chiều tối nên trong ngày trời vẫn có nắng gián đoạn với thời tiết mát mẻ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ và khá dễ chịu tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ khác. Trên biển, lúc 19 giờ chiều nay, bão số 3 đang giữ cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ trung bình là 10 km/h. Trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 sau suy yếu ở vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động dữ dội. Từ gần sáng ngày mai mùng 3 tháng 9 thì vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày mùng 2 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.